Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ đầu tiên nha. Deal Checker. Let's go. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, một tựa game bẻ khóa khá là hay và hot trong thời gian vừa qua. I'm ready, let's go. Ok. Một ngôi nhà rất là phức tạp. Cái này cần phải có chìa khóa vào được. Có một căn nhà nhỏ ở đây. Mình sẽ vào đây xem như thế nào. Một chiếc xô. Oh my god. Rồi ra chiếc giếng kia.
một vận dụng gì đó. Ở đây có một đoạn dây sắt. Bẻ đoạn dây này nào. Ok, chìa khóa đây rồi. Quả, quả kêu. Rồi sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Let's go. Cần một chiếc búa để đập vỡ cái đó. Chiếc chìa khóa này để mở luôn căn phòng vừa nãy mình chạm vào. Đó là căn phòng này. Oh my god. Hai đồng ngựa nhìn nhau. Đây thiếu một con mắt. Let's go. Cửa bên kia tự nhiên mở ra. Ok. Sau bên đó xem như thế nào. Đây là con mắt của con bạch tuộc. Cái này bị khóa rồi. Trước mắt thì mình sẽ lên trên này xem. Nắp con mắt của con bạch tuộc vào. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ 3. Để chiếc cơ. Let's go.
was cool. That was... Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, địa chỉ cường 2. Play, let's go. Downloading game data. Ok. What's not now. X. Cái này back đi. Compton. Yeah, let's go. Play. Ok. Bring it on. Bring it on. Take that.
That was gross. Okay, let's go. Rồi phải có đợi bạn đợi một chút nha. Mình đang download Prison 2. Phần này không biết có khó hơn nhiều không. Ok. Let's go. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Deer Run. Ok. Let's go.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tập game tiếp theo. Điều inversion. So reverb. Let's go. Đang thiếu tiền, đã biết. Ok. Mình chuyển nó xuống So let's go và bây giờ thì mình sẽ sang được Great of the Wizard 6. Ok, blank. Normal. Mọi người ra. Và mình sẽ đi tìm khu 1. Tìm cách để tẩu thoát khỏi nơi này. Tiền nữa rồi. Wow. Oh my god. Chạy thôi. Sao mình thoát được khỏi đó? Ông ta lại không vào nữa đây. Mình đang ra ngoài nhà. Oh my gosh. Đi nào. Sao mình không đi được nhỉ? Không đi thì các bạn không hiểu sao đến đây phát đứng im luôn, có thể là bị lỗi hoặc là mình bị để mình quay lại xem nào. Ở rồi chắc là bị lỗi cho nên là không đi được nữa, cho mình sẽ lên luôn trên này. Đây các bạn phải tìm rất nhiều món đồ. Đây là trong căn hầm. Một cái bẫy chuột để bẫy một con chuột. Thôi đi rồi.
Oh my god, đi luôn. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.